Rồi đây. Cô bị đánh ghen à? Không, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh là sinh viên à? Ra trường lâu rồi, nhưng mà thất nghiệp. Chúng mình vui vẻ nhá. Alo, U à? Không ăn tiền nhà giả tao à? Ôi, U cho con khất nữa để tháng sau. Dạo này con đói quá. Ba mẹ con ở nhà lại hay ốm nữa U ạ. Nhớ đấy. Vâng. Con đã ơn U ạ. Chắc là em sẽ không lấy tiền của anh nữa. Ít nhất là trong vòng một tháng. Chả là em có ông anh họ đang học marketing, chưa kiếm được việc làm. Hay là anh kiếm việc làm cho anh ấy, hoặc là cho anh ấy vào công ty của anh. Công ty thừa người rồi. Thế thì nói làm gì? Để em tìm người khác. Ê, làm gì mà sồn sồn lên thế? Dù sao thì cô ta cũng chỉ là người qua đường thôi, vâng vấn làm gì. Thank you.
Em về với anh. Chúng mình gốc gạo thổ cẩm chung, độ tốn kém. Với lại lúc đau ốm có người nọ người kia đồng cảnh ngộ, em đừng có ngại. Anh tình nguyện làm xe ôm miễn phí cho em. Thật sự anh rất nhớ em. Bao giờ mình gặp lại nhau đây? Sống khốc liệt quá. Bố ốm, mẹ ốm, không làm thế nào được, phải đâm đầu vào cái nghề mạt hạ này. Quên em đi, em không xứng đáng với anh. Thế thôi, vĩnh biệt, yêu anh nhiều. Nhau mãi được. Mọi chuyện rồi sẽ vỡ lở. Anh ấy sẽ sống thế nào đây? Sẽ sống thế nào khi biết được sự thật? Người ta còn trẻ, còn cả tương lai. Mình không thể, mình không xứng đáng với con người ấy, với tình yêu đấy. Thế mà anh định hôm nay chính thức ngỏ lời với em, định đưa em đi học trở lại. Vậy mà alo. Mà mẹ suy thận, chắc đợt này bố phải bán nhà thôi con ơi. Con ở ngoài đấy làm việc được không? Mẹ ơi, tan nát hết cả rồi sao? Sao cái số con nó lại khổ thế này? Khác xưa nhiều quá. Em cũng thế. Có điều như thế nào thôi. Ai cũng muốn thay đổi hoàn cảnh sống tồi tệ của mình, nhưng không phải muốn là được.